Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra thông báo về việc điều chỉnh thời điểm tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh, thành phố trực thuộc giai đoạn 2. Lý do lùi thời điểm tắt sóng là để đảm bảo các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại các tỉnh nhận được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất một cách đầy đủ trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Theo lộ trình ban đầu, 15 địa phương trong đó có tỉnh Nam Định sẽ tắt sóng trước ngày 1 tháng 7, 2017. Tuy nhiên, việc tắt sóng đã lùi xuống 1,5 tháng. Theo đó, việc điều chỉnh thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, 2017 đối với các trạm phát sóng chính. Để đảm bảo cho các hộ nghèo và các hộ cận nghèo tại các tỉnh thành mà được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất một cách đầy đủ trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, thì trưởng ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo và kết luận là điều chỉnh cái thời gian, thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh ở giai đoạn 2, trong đó có tỉnh Nam Định, đến ngày 15 tháng 8 năm 2017 đối với tất cả các trạm phát sóng chính và trạm phát lại. Việc lùi thời điểm dừng phát sóng truyền hình analog là để đảm bảo các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại các tỉnh nhận được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất một cách đầy đủ trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Tại Nam Định, gần 59.000 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã được Mobifone Nam Định phát đầu thu số mặt đất miễn phí. Hoạt động này đến nay đã hoàn thành và sẵn sàng cho thời điểm 15 tháng 8 ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Thưa quý vị và các bạn, sau lần điều chỉnh mới đây nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 15 tháng 8 tới, các tỉnh, thành phố nhóm 2, trong đó có Nam Định, sẽ ngừng phát sóng truyền hình analog và chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất. Theo đánh giá, việc xem truyền hình của người dân sẽ không bị gián đoạn bởi các hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ miễn phí đầu thu. Những hộ khác có nhiều lựa chọn khi nhiều đơn vị có uy tín sản xuất và cung ứng đầu thu số mặt đất đảm bảo chất lượng theo chuẩn DVB-T2. Đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 thương hiệu iGate với 3 model T201HD, T202HD và T203HD là các sản phẩm được VNPT Technology sản xuất phục vụ đề án số hóa truyền hình tại Việt Nam. Khán giả sẽ xem được hàng chục kênh truyền hình mặt đất quảng bá phát sóng theo tiêu chuẩn DVB-T và DVB-T2 với độ nét cao, hình ảnh sắc nét và âm thanh trung thực. Sản phẩm đã thực hiện công bố hợp quy và được Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn số hóa truyền hình của Việt Nam. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và chúng tôi cũng đã có những kế hoạch để cho những cái năm tiếp theo, tức là sản xuất thiết bị hay là nghiên cứu để đổi mới để cho phục vụ cái lộ trình số hóa mặt đất của chính phủ. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có những sản phẩm thật tốt đến với tay người dân. Từ năm 2015 đến nay, VNPT Technology đã cung cấp hơn nửa triệu đầu thu DVB-T2 iGate tới các hộ nghèo và cận nghèo trên cả nước theo diện được hỗ trợ của chính phủ. Theo đánh giá của các hộ dân tại các tỉnh, thành phố đã cắt sóng truyền hình analog, sử dụng đầu thu truyền hình số DVB-T2 iGate có chất lượng cao và giá thành hợp lý, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc số hóa truyền hình của chính phủ. Về gia đình nắp thì nói chung là xem là đảm bảo được cái độ nét, hai nữa là xem được nhiều kênh, gia đình cũng là rất là hài lòng. Với công suất 900.000 linh kiện một giờ, VNPT Technology đang là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT trong lĩnh vực sản xuất công nghệ công nghiệp, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số. Các dòng sản phẩm đầu thu số mặt đất iGate sẽ giúp cho người dân Nam Định và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước có thêm lựa chọn cách xem truyền hình chất lượng cao khi chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất.